LCK tuần 3 mở màn bằng trận đấu có sự góp mặt của T1 với màn trình diễn từ đầu mùa. Đương nhiên T1 là đội tuyển được đánh giá cao hơn khi phải đối đầu với Dragonex. Ván 1 T1 thi đấu trước ở đội xanh lựa chọn đội hình hai sao thủ với Kristana Sena cùng đi Dali rừng cho Honor. Trong khi đó Dragon chọn bộ đôi chủ lực là Azir và Ezreal. Giai đoạn đầu T1 thể hiện khả năng đi đường áp đảo. Bước vào giai đoạn giữa, T1 liên tục đẩy trụ gia tăng lợi thế nhưng Dragonex vẫn nỗ lực giữ thế trận khi liên tiếp giao tranh thắng. Phút 25 Dragon bắt được Gumayusi, sau đó hạ được Baron. Tuy nhiên T1 vẫn có thể kiểm soát thế trận với chênh lệch 4.000 tiền. Phút 33, T1 nhanh chóng nhận được Baron, sau đó đẩy vào nhà chính Dragonex kết thúc ván đấu đầu tiên. Ván 2 Dragonex ở đội đỏ và hai đội hướng tới đội hình hai sao thủ Kristana Zeri cho T1, Corky Jeans cho Dragon. T1 tiếp tục dẫn trước sau giai đoạn đầu. Sau đó, T1 liên tục giao tranh thắng để tăng chênh lệch. Phút 20, T1 đẩy thẳng đường dưới với 4 người, trong khi Dragonex cũng tập trung ở đường trên. Dragon cố gắng vòng ra sau đội hình T1 để mở giao tranh nhưng thất bại. Khi Gumayusi gây quá nhiều sát thương, Dragon mất 3 người và phải nhận thất bại chung cuộc 0-2. Ở trận đấu sau đó, Genji cũng có cuộc đụng độ với đối thủ khó nhằn là Hanwha Life. Ván 1, những tưởng như game đấu đã có chiến công đầu muộn màng nhất kể từ đầu mùa đến giờ, phút 14. Nhưng không, cả Genji và Hanwha đã được khán giả vào một màn rượt đuổi tốc độ trong ngày mở màn tuần đấu mới. Với đầu tàu Zira trong tay Gen, được kim vô địch LCK dễ dàng kiểm soát cuộc chơi từ giao tranh cho tới những pha tranh chấp mục tiêu lớn. Hanwha bị đưa vào thế bị động và chỉ còn biết chống đỡ yếu ớt. Họ để lại duy nhất một dấu ấn là tình huống tranh đoạt Baron ở cuối game, nhưng chừng đó là không đủ. Sang ván 2, Genji mất cảnh giác từ rất sớm khi trao cho Hanwha chiến công đầu. Ngay từ những giây đầu tiên, Hanwha chứng tỏ họ đang là đội tuyển hàng đầu LCK bằng lối chơi hiệu quả, mãn nhãn và từng đưa Viper vượt lên dẫn pace tới 2 cấp độ. Nhưng lại phải dùng từ này không biết bao nhiêu lần với những game đấu của Gen. Đương kim vô địch đã tỉnh giấc sau cơn mê để nhậu không ngớt Baron và hoàn tất long hồn lửa. Bất chấp gặp nhiều trục trặc để dứt điểm ván đấu với Zeri của Viper quá xuất sắc, Gen vẫn kết thúc được trận đấu. Gen đánh bại Hanwha Life 17 lần liên tiếp kể từ lần cuối thất bại vào ngày 24 tháng 1 năm 2021. Gen vẫn độc tôn trên địch bảng xếp hạng với chuỗi 5 loạt BO3 bất bại và toàn thắng cả 10 game. Nổi lên từ giai đoạn đầu năm nay, ban đầu chỉ là vấn đề ping lag trong khuôn khổ LCK. Nhưng sau đó các cuộc tấn công mạng này bắt đầu dồn dập hơn và dần dần đối tượng chính của nó được xác định là T1. Vì ngay cả khi Riot cũng bó tay, không thể ngăn chặn nổi các biện pháp thích nghi liên tục của các bên DDoS. Do vậy các tuyển thủ T1 cũng đành phải chịu trận và sống chung với vấn đề này gần nửa năm nay. Tất nhiên với việc liên tục gặp phiền toái về vấn đề này, mới đây trong một video tài liệu về giai đoạn giải mùa xuân của T1, Faker đã cho biết vấn đề này. Khi chúng tôi bị tấn công DDoS liên tục, tôi cứ nghĩ giải đấu có thể diễn ra bình thường trên hệ thống mạng riêng, nhưng sau đó đến lượt các phiên livestream riêng của mình và tôi nghĩ đây là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết ngay, nếu không nó sẽ làm giảm giá trị của eSports. Ban đầu các cuộc tấn công nhằm vào các trận đấu LCK khiến giải đấu phải tạm ngừng và nghỉ thi đấu không khán giả. Những tưởng vấn đề đã được giải quyết thì lúc này, mục tiêu chính của những kẻ DDoS mới đầu diện đó là T1, khi các thành viên và ngay cả trụ sở của đội tuyển này liên tục gặp vấn đề về ping và lag. Riot sau đó đã thử các biện pháp ngăn chặn như tạm ngừng cung cấp thông tin tuyển thủ cho bên thứ ba, khắc phục vấn đề để đảm bảo các tuyển thủ T1 có thể chơi game một cách bình thường. Lúc này thì bên DDoS lại thích nghi và nhắm vào ngay cả những game thủ bình thường, những người chỉ vô tình là đồng đội của các tuyển thủ T1 trong rank. Quá phiền hà, các tuyển thủ T1 đành im hơi lặng tiếng và bỏ phần việc livestream của họ trong một thời gian. Hiện tại vẫn không có cách nào để giải quyết triệt để vấn đề DDoS. Có lẽ cả T1 và các fan phải chịu trận thêm một thời gian nữa. Trong nhiều mùa giải gần đây, LPL dần đánh mất vị thế của mình, không chỉ để thất thế trước LCK, thậm chí ngay tại sân nhà, các trận đấu thuộc giải chính LPL còn không thể so sánh được lượng người xem với độ phủ sóng của Legend Cup, một giải đấu mang tính tự phát quy tụ những lão tướng của Liên minh xứ Trung. Có nhiều nguyên nhân, nhưng lý do quan trọng thường xuyên được đề cập chính là trình độ chuyên môn của giải đấu càng đi xuống, thậm chí một tuyển thủ từng được xem là niềm tự hào của Trung Quốc này cũng đã thụt lùi thấy rõ. Tuyển thủ đó không ai khác là Xiao Hu, từng được xem là trụ cột không thể thay thế của binh đoàn Hoàng gia, sau đó lại là một phần trong cái tên quan trọng nhất tại Weibo, nhưng Xiao Hu giờ đây chỉ còn là sự thất vọng. Năm 2023, anh cùng The Shy đưa Weibo vào tận trận chung kết tổng thế giới 2023, thế nhưng cho đến hiện tại, không ai nhận ra Tiểu Hổ một thời gian tung hoành tại LPL, kèo nào cũng có thể cân được. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chưa có bất kỳ một MVP nào trong khi đã có 7 đường giữa đạt danh hiệu này khi đối đầu với anh. Ngoài ra, Xiao Hu cũng bị hạ gục nhiều thứ ba giải đấu với 35 lần. Những đóng góp của anh thì lại rất ít ỏi, 523 sát thương mỗi phút, đứng hạng 17, 12.754 vàng mỗi trận, hạng 17, 410 vàng mỗi phút, hạng 14, và chỉ số KDA là 2.89, hạng 15. LPL mùa hè 2024 có 17 đội tham dự, đồng nghĩa với việc các thông số của Xiao Hu đều là nằm chót bảng hoặc gần chót. Phong độ Xiao Hu đi xuống kéo theo thành tích của Weibo cũng chạm đáy, họ đang hiện đang đứng áp chót bảng xếp hạng của mình và nhiều khả năng sẽ rơi xuống bảng B. Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là cơ hội để Xiao Hu cùng các đồng đội cải thiện thành tích thi đấu tại LPL mùa hè lần này. Không lâu sau khi nhá hàng những hình ảnh chính thức của tướng mới Aurora, Riot cũng nhanh chóng hé lộ bộ kỹ năng độc đáo.
Theo định hướng ban đầu, Aurora được thiết kế trở thành pháp sư đường trên. Tuy nhiên, những thay đổi từ meta cho tới việc điều chỉnh kỹ năng, vị tướng này được Riot xác định là một tướng pháp sư đường giữa. Tất nhiên là một tướng được ra mắt trong năm 2024, Aurora không có bộ kỹ năng đơn thuần là tung chiêu như những pháp sư đời đầu. Cô nàng có rất nhiều chiêu khác biệt trong bộ chiêu thức của mình, từ gây sát thương đa mục tiêu, theo phần trăm máu, có hiệu ứng khống chế và tất nhiên là độ cơ động cũng như khả năng giao tranh mãn nhãn. Mới đây một vài tuyển thủ LCS đã được trải nghiệm Aurora trước khi vị tướng này được đưa lên máy chủ thử nghiệm PvE và sẵn sàng ra mắt. Ngay lần đầu trải nghiệm kỹ năng Aurora, phần lớn tuyển thủ nhận định chung là tướng này mạnh, chơi vui nhưng cũng đòi hỏi nhiều về mặt kỹ năng người chơi. Tôi thấy tướng này trông khá thú vị với lối chơi như một pháp sư có xu hướng thả diều. Hiện tại không có nhiều tướng sức mạnh phép thuật trong game có phong cách này. Tương tự như một sát thủ vậy, cứ giữ khoảng cách, thả diều gây sát thương rồi lặp lại. Impact chia sẻ. Tôi thấy Aurora giống như một phiên bản Ezreal sức mạnh pháp thuật vậy, đồng thời có hơi hướng của Vay nhờ khả năng gây sát thương theo phần trăm máu và có kỹ năng tàng hình. Metos cho biết. Trong khi đó, các tuyển thủ khác như Venkan, Puccio, Jojo Pion cho rằng Aurora cũng khá giống với một tướng đi rừng là Lilia khi tận dụng cơ động để thả diều gây sát thương, đồng thời vị tướng này sở hữu một chiêu cuối giao tranh cực mạnh. Không chỉ nhốt một tướng địch như chiêu cuối Mordekaiser, Aurora có khả năng khống chế nhiều mục tiêu rồi còn rất biến ảo khi sử dụng kỹ năng này. Tất nhiên, những tuyển thủ này cũng nhắc tới điểm yếu của Aurora như khả năng trao đổi đầu game yếu và cần rõ kỹ năng để vận dụng một cách thuần thục. Nhưng rõ ràng vị tướng này thực sự có nhiều tiềm năng trở thành một sự lựa chọn được nhiều người chơi yêu thích. Rõ ràng góc nhìn của các tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm có giá trị tham khảo cao. Như lần trước, các tuyển thủ LCS cũng được chơi thử Scanner làm lại và khẳng định vị tướng này rất bá đạo. Aurora dự kiến sẽ cập bến máy chủ Liên minh Huyền Thoại chính thức trong phiên bản 14.14 ra mắt ngày 17 tháng 7.